Chào mừng các bạn đến với kênh của mình là Slenderman. Ngày hôm nay mình sẽ chứng minh cho tất cả các bạn thấy mình chính là vua hải tặc. Thì tại vì lần trước các bạn nói với mình á, khi mà anh thức tỉnh được Mochi V2 á thì sẽ rất là mạnh, nó sẽ khác V1 rất là nhiều và cực kỳ mạnh luôn các bạn ơi. Thì hiện tại bây giờ đang có rất là nhiều bạn ở đây. Đây là những bạn có bounty cực kỳ cao. Nhưng mà bây giờ mình sẽ thay cho các bạn thấy mình chính là vua hải tặc mà. Mình bật haki lên và mình đấm tụi nó các bạn. Đấy, thấy chưa, xoay tụi nó nè, chống mặt với các em. Chà, ui, sóng thần tới, chạy thôi các bạn ơi. Đó, bây giờ mình đấm tụi nó xong rồi mình chạy. Đấy, các bạn thấy chưa, chứ đứng lại tụi nó đấm mình không chịu phát lào đấy các bạn. Tụi nó dí tụi mình rồi, chạy thôi. Thì ngày hôm nay mình sẽ rủ những bạn nào có cái bounty cao để gọi là mình solo. Và mình chứng minh cho các bạn thấy mình là vua hải tặc mà phải solo với những người có bounty cao các bạn ơi. Nhưng mà trước tiên chạy trước đi. Ai mới vô là một bạn 4 triệu bounty nha các bạn ơi, trước mặt mình luôn rồi. Bây giờ mình sẽ gọi là đánh với bạn này để xem coi là mình có đánh được hay không. À, đánh với mấy bạn gọi là bounty thấp thấp tí. Nhưng mà 4 triệu cũng là cao đó bạn ơi, mình chỉ có 2 triệu rưỡi thôi. Mà bạn này 4 triệu là hơn mình nhiều rồi. Ui. Ui, mình quên bật haki các bạn à. Bình tĩnh. Từ từ em ơi. Nói chung là bạn này nói chung là hả, đánh khá là hiền các bạn ơi. Mới vô mà đánh mình gọi là hả, không trúng gì hết. Đấy, bạn này sử dụng cái gì đây? Ghê, cái màu gì tím tím vậy? Ui, bạn đó sử dụng Dragon Tà Lỏ bạn. Ha, chiêu này mình nhớ nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh với bạn này xem như thế nào. À, bây giờ anh mới đánh thiệt nè em ơi. Ai đi, đấy, ghê chưa, trúng chiêu nãy giờ bạn này ngu người. Đấy, rồi tới đây. Hình như là ở trong cái gọi là hả, cái Mochi V2 này các bạn có thể combo được đúng không? Rồi xong, đấy, xong rồi đấy các bạn. Quá là đơn giản, trận này khó các bạn ơi. Bạn này là Stay Home, 8 triệu tư bounty. Ui, coi bộ là gắt nha, gấp đôi bạn hồi nãy. Chắc là bạn này sẽ gọi là pro hơn đây. Rồi đâu rồi, ra đây à. Quay em solo với anh. À, chúc mừng em, anh đã quay rồi để xem coi là em như thế nào đây. Muốn solo với mình lắm các bạn à. I'm human à. Ê, human căng rồi nha. Human là các bạn biết sao không, dễ bị tụi nó gọi là đấm lắm các bạn. Đấy, cẩn thận nào, này thì ui, chạy không được, ây da. Ui, tính ra skill trái quỷ của human mạnh ta. Nhưng mà mình bắt được bạn này rồi, xong bạn này rồi. Đâu, để mình xem coi, hồi nãy bạn kia chỉ mình combo là xong chiêu C nè. Chiêu C xong nhảy lên nè, đúng không? Nhảy lên xong mình chọt cái chiêu gọi là katana nè. Đấy, akatakri, lộn nè. À, combo thành công được các bạn, cũng dễ ha. Đấy, nãy bạn nào bạn chỉ mình quên mất tiêu rồi ta. Nói chung là cảm ơn bạn nào chỉ mình combo nha. Tỉnh, cứ bình tĩnh thôi. Em ơi, đụng vô anh là nãy thấy chưa, Mochi được cái là nó bắt người rất là ghê các bạn ơi. Cho nên là khá khó chịu, thanh niên này cay lắm. Úi giời, xoay này chắc chóng mặt luôn rồi. Rối loạn tiền đình rồi. Này thì nửa cây máu rồi các bạn. Được rồi đấy. Mà mình đánh các bạn thấy không, mình combo một phát một mình hết skill luôn. Mà bạn này bạn gọi là mắc máu không có bao nhiêu hết. Đó, cho nên là mình phải lướt ra để cho chắc cứu bạn. Đứng đó nó spam mình cũng gọi là ngẫm luôn. Rồi. Cái này là mình kêu human là spam thoải mái nha các bạn. Tại vì nhiều bạn nói là human đánh spam, nhưng mà thực chất mình thấy á là human á spam là đó là một cái kỹ năng của human nha, chứ không phải là spam là không đúng nha các bạn. Cho nên là human spam là bình thường thôi. Đấy, vô. Ui giời ơi, hụt rồi, xém tí là lụm rồi. Ê, thanh niên này sắp thua mình rồi. 8 triệu tư à. Quay. Ấy, gọi xuống đây. À, nhảy ngay kế anh luôn rồi em ơi. Sai lầm rồi em à. Nhảy đâu, nhảy kế anh mới đau chứ. Rồi, cái này đủ máu không ta? Không đủ rồi, trâu quá bạn ơi. Chà, sắp đủ rồi, yes. Yo, human với chúng tôi à. Yeah, mình đã thắng được bạn 8 triệu tư bounty rồi nha các bạn. Wow, bạn này 13 triệu rưỡi bounty lần các bạn ơi. Một bạn nữ à. À, được rồi, tới đây luôn. Rồi thì mình đang cho các bạn thấy là Mochi á, khá là mạnh nha. Đó, và mình nói thiệt giống như là mình đang vượt ải vậy các bạn. Từ bounty thấp cho đến bounty cao. À, bạn này xài cát à. Cát căng lắm các bạn ơi. Này thì cát với chúng tôi. Nếu mà cát mà bắt được mình á, bạn nó sẽ combo được. Mà combo hình như là one hit luôn các bạn à. One hit one kill đấy. Dính trưởng nè, đấy combo ghẻ của mình nè các bạn. Đấy. Nói chung là combo của mình không có one hit được nha các bạn ơi. Nhưng mà cấu máu cũng khá là nhiều. Đấy. Ui, cát thấy chưa. Tới đây. Nhờ ngà, mình mà chụp được cái nè. Đây, từ, bình tĩnh. Ý giời, sao chiêu đó hụt ta, cái chiêu Z của mình phải trúng chứ. Từ, tới đây nào. Bình tĩnh, đánh với cát là các bạn phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh nha. Bảy, ấy chưa, bắt được rồi, no. Cẩn thận nó one hit mình. Ây da, à nó sử dụng ra đường tà lõn các bạn. Căng quá là căng, ui, bình tĩnh em ơi. Ui, khá là gắt các bạn à, bình tĩnh thôi. Cứ bình tĩnh, từ từ thôi em ơi. Ui,
Câu bộ là càng lên cao càng khó nha các bạn. Ui, 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 xoay trúng rồi, mình còn 36 máu. Úi giời ơi, này thì chảy. Ui, thua rồi các bạn ơi. Wow, công nhận cát mạnh thiệt các bạn, không thể tưởng tượng được luôn á. Ui, what, thanh niên này 30 triệu bao ti. Thanh niên Hải các bạn, nó tên là Hải kìa. Quê các bạn nhìn nè, nó xài báo luôn mới ghê chứ. Hình như mình thấy là mấy bạn nào mà 30 triệu bao ti toàn là xài báo không các bạn ơi. Báo đời các bạn. Rồi, đây vô vô thử coi như thế nào. Hồi nãy mình thua 13 triệu rồi, bây giờ 30 triệu chắc nó đánh mình chắc 5 giây quá. Tới đây, cẩn thận với mấy thanh niên báo bạn ơi. Cẩn thận không biết xài kêu như thế nào nữa. À nó lướt à, nó lướt được à. Căng rồi nha, căng rồi nha. Ui. Không trúng chiêu nào hết vậy. Ui, ui. Ủa sao đánh không trúng gì vậy? Khoan. Ây, mình đang ali với bạn này. Trời ơi. Rồi, lại em ơi. Rồi, để xem coi như thế nào đây. Úi giời, đánh hết mình nha em. Đấy. Úi giời, rồi trúng chiêu. Không trúng rồi các bạn ơi. Yeah. Úi, trúng rồi. Hơi lắc. Trúng rồi nha. Skill của anh nè. Cha. Úi sao có 600 mấy máu vậy? Úi nó trâu quá bạn ơi. Ây da, trúng chiêu của anh chưa? Sợ chưa? Lướt nè, đấm nè. Yo. 30 triệu để xem coi như thế nào các bạn. Ây da. Ui nó đánh mình còn hơn, còn trời ơi 2000 máu. Ui. Thôi em ơi. Thôi. Sao báo nó chạy nhanh vậy? Ơ, mình là tộc pin mà nó chạy còn nhanh hơn mình nữa. Ôi, ây da. Đúng rồi, báo nhanh hơn thỏ bạn ơi, báo nhanh hơn thỏ. Thỏ chịu không nổi báo đâu. Ấy, ghê chưa? Không ổn rồi, lướt từ từ, phải bình tĩnh lại bạn, phải bình tĩnh lại. Nếu như mà mình cứ theo cái đà của nó là mình thua chắc luôn. Mình phải giảm cái tốc độ của nó lại. Anh nên gọi lại. Ây da, thua nữa rồi các bạn. What, quá ghê gớm. Ê, 30 triệu, solo lại không em? Chạy đâu vậy? À, đồng ý các bạn, đồng ý rồi nha. Từ, rồi. 30 triệu đồng ý solo lại nha, bạn Hải nha. 30 triệu nè các bạn ơi. Rồi, tới đây. Trận này mà để thua nữa thì không biết phải nói như thế nào nha các bạn. Hồi nãy mình đã gọi là hạ thắng bạn kia cũng nhanh mà. Nói chung là mình chưa quen với trái này thôi. Từ. Lướt lại đây, úi em mà không à. Trời ơi. Nè, lướt lại đây, đúng rồi, lướt lại đây, đúng rồi. Mình chỉ đợi nó lướt thôi các bạn ơi, mình đã bắt bài được rồi. Đây, ây da, đau thế nhờ. Úi ôi, đau thế nhờ. Uầy, nó đánh cái chiêu gì mà sao nó đấm liên tục vậy ta? Khoan từ từ, mình phải biết được skill của nó và mình bắt bài nó mới mình mới ăn được nó. Rồi, lướt nè, 5000 máu. Ây da, nó đấm mình cũng mất một khúc máu rồi. Nó đang tới mình, từ từ, chạy thôi. Tới đây ăn đam nè. Rồi. Bắt bài được rồi nha. Rồi, combo ghẻ tiếp tục. Ây da, ghẻ chứ cũng có đam nha các bạn. À đây, này thì dướng vô cái cây à. Tội nghiệp em quá. Rồi, này. Chút giận các bạn ơi, hồi nãy mình thua nó. Không phải tin được. Ấy, ai à. Vô đây. Chạy ha, chạy đâu? Chạy được cái bánh donut gai không? À chạy được à. Này thì trời ơi con khiếp. Con quái gọi là bảo vệ được nó bạn. Không là nó bị dính chiêu đó của mình rồi. Rồi, dính vô cây đàn guitar của mình rồi. Gọi lại đây anh Bảo, ơi lắc à. Ui sao mà lắc kiểu đó trời, mình kéo trúng rồi. Không được rồi, từ cẩn thận, rồi, xong em rồi. Chú. À nó chạy được các bạn ơi. Xong em rồi em ơi. Này thì 30 triệu, yeah, thắng rồi, thấy không? Trở thành vua hải tặc được chưa các bạn? Đây chính là thanh niên này nè các bạn. Đó, ghê chưa? Ghê gì anh, phải khen mình luôn nha các bạn. Sống thần, ai tạo sống thần vậy? Thanh niên Tuấn 13 triệu nha các bạn. Rồi, vô, thanh niên này thấy mình solo gọi là ghê quá. Muốn gọi là hạ tỷ thí với mình. Được rồi, mình sẽ cho bạn này biết thế nào là lễ hội. Vô em, vô nè, nó chạy nhanh đấy. Nó chạy nhanh chứ ta. Từ, né mấy này ra đi, mấy đứa mà chạy nhanh là nó có thường nó hay áp sát lắm các bạn. Ơ, nó xài trái gì vậy? Xài trái cửa à? À, nó xài trái gáp các bạn ơi. Trái gáp này là biết gì không? Chạy gáp bạn, chạy taxi á. Đó, chứ không phải là cái ông gọi là hải quân gáp đâu nha. Rồi, từ, vô đây. Dính chiêu rồi. Ôi, nó xài, à nó xài cái chiêu gì đó, nó làm cho cái chiêu của mình gọi là bị phế đi các bạn, mất tác dụng khi đang sử dụng. Rồi này thì rồi tới đây nè em ơi, nó lướt ghê các bạn. Sống thần ở đâu ra vậy? Help me, đang đánh nhau mà cứ sống thần hoài. Này thì cứ càng tới mình là nó càng dễ thua lắm, mình nhây lắm các bạn, tại vì mình có chiêu chiêu Z á, nó bắn ra cái tay các bạn, cho nên là cứ lướt tới mình là tụi nó dễ thua lắm.
tới đây. Úi giời ơi, gơ dạ, chiêu gì mà mạnh dữ vậy ta, gần ngẫm luôn đấy các bạn. Bởi vậy mười mấy triệu là nó combo là một hit nha các bạn, cho nên là các bạn phải cẩn thận, thiệt sự là cẩn thận luôn. Đánh với mấy bạn mà mười mấy triệu trở lên á, các bạn nên giữ khoảng cách, khoảng cách càng xa càng tốt, đừng bao giờ mà đứng gần tụi nó combo nhanh lắm. Đấy, bởi vậy lý do tại sao mình vừa chạy vừa đánh các bạn thấy không? Không thể nào mà các bạn đứng gần tụi nó được. Đấy, nè, lướt lại mình nè, nhìn nè. Các bạn nhìn này nha, đó thấy chưa? Nó sử dụng mấy cái trái này nó rất là ghê nguy hiểm. Cho nên là mình phải chạy xa ra một tí, rồi dính chiêu của mình rồi. Chắc kiểu này khóc thét luôn em ơi, rồi xong. Úi giời ơi, ơi trời ơi, xong rồi em ơi. Thật sự phải đánh rất là mệt mỏi các bạn. Nó nhanh lắm, mình phải gồng mình đánh chứ không thể nào mình đánh đỉnh dữ, ghê, khang nữa, ngại ghê các bạn à. Bây giờ thì mình cũng đã chứng minh được cho fan của mình thấy mình đã trở thành vua hải tặc rồi. Vô luôn anh nè, ai vậy? SDM, à chắc là fan mình các bạn ơi, gọi vô luôn em. Fan mình, ai không biết là bạn này có ghê gớm không, nhìn người xì khói đồ ghê quá ta. Tên gì đây, HGD à, để xem coi. Ôi trời ơi, 24 triệu bao ti. Ôi, căng nha, hồi nãy 30 triệu là mình hên lắm mới ăn được ấy. Ôi trời ơi, tới đây em nào. Ủa sử dụng trái gì vậy? Sử dụng trái gì vậy? À 24 triệu sao mà chậm vậy? Ôi sao mình đánh hụt nha. À, quên bật BBB. Trời ơi sorry em nha, nãy bị đấm ngẫm. Rồi từ từ bình tĩnh. À tấn công ghê đấy. Sao đây? Này thì tấn công nè. Rồi sao nữa? Ấy, ủa nó gì vậy? Nó ném gì vậy? Mình không thấy được chiêu của nó là gì bạn ơi, nhưng mà nó dính chiêu của mình rồi. Xác định rồi em ơi. Ôi trời ơi, đầu đấy. À. Rồi, vô. Xem coi như thế nào đây. Vô đây. Ôi sao nó cứ lướt kiểu gì vậy ta? Chắc nó lắc hay sao ấy. À nó sạc đấm liên tục các bạn ơi. Ghê đấy, mình mà trúng skill của nó coi bộ là không ổn rồi nha. Để cho nó trúng skill của mình thôi. Rồi. Này thì nè, xoay nè. Hình như là mình xài cái chiêu này nó xoay nó chóng mặt hay sao á, cho nên nó dễ thua mình các bạn ơi. Chứ không phải là gì đâu. Xài chiêu này có lợi lắm bạn, xoay nó như trong chóng vậy, nó chóng mặt. Ê từ từ. Đánh gì coi bộ là nãy giờ mình mắc cũng khá là nhiều máu rồi đấy, trúng chiêu nè. Chà, trúng chiêu luôn các bạn ơi. Hên ơi, mà mình trúng được là hên lắm rồi các bạn ạ. À. Này thì ôi trời ơi, mắc over. GG. Anh thắng rồi nha. Ngon lành chưa? Wow liền các bạn. Wow! Hôm nay là ngày may mắn hay sao các bạn ơi? Mình vừa trở thành vua hải tặc rồi mà bây giờ á, fan của mình bạn Kun random ra trái mochi nữa. Các bạn có thể tin được không? Hên dữ vậy trời. Đây bạn này bạn random được trái mochi, để xem coi là có thiệt không nha. Để mình xem coi đây Kun nè các bạn. Nó nói random ra được đây trái mochi đúng không? Rồi, theo em vứt cho coi à. À ra đây. Ra đây không sao đâu, bạn kia là gọi là người quen không sao đâu. À, rồi vô đây để xem coi bạn này vứt ra đúng không nha. Ai. Ui, được thiệt nè. Wow, hên dữ vậy trời. Wow, công nhận của nó random ra mấy trái xịn không. Mình chưa bao giờ được một trái xịn nào luôn các bạn. Hình như cái trái mà VIP nhất của mình là trái human mà mình cho bạn fan rồi, đây anh trả nè em. À, bây giờ mình sẽ nhờ bạn Kun giúp mình đi lấy karate người cá V2 nha. Tại vì mình sẵn ở đây mình đi lấy luôn. Nãy giờ mình solo cũng khá là mệt. Nói chung là mình đánh thắng cũng khá là nhiều bạn. Nói chung là mình may mắn nha các bạn. Rồi bây giờ để xem coi đây karate người kiến, lộn người cá. À rồi. Đây rồi, kung fu các bạn ơi. Water kung fu. Đấy, các bạn nhìn skill của nó đẹp không? Chiu. Mình sẽ cho các bạn thấy được skill của nó nha các bạn. Đó, skill này thì nói chung là các bạn nhìn nè, skill Z nè. À, chà, trưởng ra gọi là sóng âm nha. Rồi skill X là cái chiêu hồi nãy nè, skill này rất là đẹp nha các bạn. Đây cho bạn coi nè, trên tay của mình sẽ có nước nha. Wow, ghê chưa. Đấy, trên tay của mình thì sẽ có nước và nước thì nó sẽ trưởng ra như thế này. Rồi, tiếp tục là QC. QC này trên tay mình cũng có nước nhưng mà là hình như nó đấm ra một cái hay sao các bạn. Đâu đây mình thử coi. À, nó đấm ra như vậy nè các bạn ơi. Anh về C2 lấy key đã. Boss cuối C2. Rồi hiểu rồi các bạn ơi, vậy là bây giờ mình phải về C2 để mình lấy chìa khóa nào đó để mình gọi là up lên karate người cá V2 nha các bạn. Chỗ này thì mình tới đây rất là nhiều lần rồi, mình săn boss các bạn. Rồi từ từ, cái chỗ này lần nào nó cũng bị kẹt ngay đó nha. Mình biết con boss ở đâu rồi. Đâu rồi, để từ từ rồi, lượm tiền. Haha, tranh thủ lượm các bạn. Rồi let's go. Con boss ngay đây nè, không biết là có boss chưa nữa. Come on. Úi giời. Không có boss rồi. Nhỏ dưới vậy ta. Boss ra nè. Boss ra rồi, đúng rồi. Thôi boss coi. Xúc boss luôn đi trước đã rồi tính. Biết đâu được ra chìa khóa gì sao. Rồi từ vô. Này thì boss nè.
mình bây giờ mochi nên là mình đánh khá là gắt các bạn. Đấy, ghê chưa? Coi bộ là các bạn rất là thích trái mochi này ha. Khi mà up lên V2 thì nói chung á là mình thấy là cái sức mạnh của nó cũng khá là ghê đó các bạn. Đấy. Trời ui ôi 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 trời. À, cái ông này ông sử dụng karate người cá mà sử dụng giống như ổng luôn. À, các bạn thấy mình chưởng ra cái nước không? Này thì rồi, vô, bùm, nói chung là đánh boss cứ đánh nhanh nhanh tí là được các bạn ơi, chứ để boss nó mạnh lắm. Đánh lâu boss nó đánh mình ngẫm á. Đây thì chiêu đỏ bạn thấy không? Thì chiêu đẹp vô. Thì chiêu nước á của người cá bạn. Đây thì chiêu này thì chiêu C nè. Rồi đó ông coi rồi, thì chiêu C nè các bạn. Từ từ mình đấm, mình đấm tay luôn cho dễ nè. À da 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 da, sắp ngẫm rồi. Sắp ngẫm rồi. Boss này dễ với mình mà. Boss mình xi. Này thì chiêu C nè. Chiêu mình thi theo thằng Cool có đúng chỗ này không? Đúng rồi nè, chỗ này hồi trước mình có tới đây rồi. Mình đưa chìa khóa cho cái ông này nè. Đây đây đây, cái đây, chỗ này đúng không? Chỗ này ông này đúng không? Hello. Rồi, ông này là The Sackman các bạn, người cá đó bạn. 2 triệu rưỡi tiền và 5.000 F. À đúng rồi. Let's go. Yes. Cuối cùng thì mình đã có gọi là karate người cá V2 rồi các bạn ơi, đấm ra nước nè. Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Đó, 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 ghê không? Ghê không? Rồi, thành công rồi các bạn ơi. Hôm nay mình quá may mắn luôn. Wow. Xịn sò, để mình ra mình đấm coi coi đam nó cao không nha. Rồi, quái rồi. Ủa nó thấy quái mà. Quái đâu, quái đâu? Quái đây, quái đây, quái đây, quái đây. Rồi, để mình xem mình đấm như thế nào nha. Wow, một lần đấm 2.400 các bạn. Khá là mạnh đấy. Wow. Ui, lên master rất là nhiều luôn. Nói chung là cái karate người cá này mình thấy cũng khá là mạnh. Mình không biết là cái karate người cá này có sử dụng để combo được hay không. Cái gì đây? Cool không thất hứa nên em cho anh mochi. Ủa là sao nó cho mình nè? À, hình như là nó hứa với mình cái gì các bạn? À, nó hứa với mình là nó sẽ solo thắng gọi là hả? Gọi là human solo ride các bạn, đi một mình thôi. Một mình ride human là thắng luôn. Nhưng mà cái kết là nó thua. Cho nên là nó sẽ cho mình gọi là trái mochi các bạn. Nó nói nếu nó thua nó sẽ cho mình trái mochi. Rồi, nhưng mà trong khi mình đang ăn mochi luôn các bạn à. Thôi mình lấy luôn đi, giờ cho không lấy đúng không? Đâu rồi em? Cho anh nào? À, vô. Thôi cảm ơn Cool nha. À, tự nhiên đâu cho mình, ngại ghê các bạn à. Yes, thành công rồi các bạn. Phải nói hôm nay đúng là ngày may mắn luôn rồi các bạn ơi. Tự nhiên đâu về random thử ra được trái gọi là chấn động của bố già râu trắng. Ôi trời ơi, ai lấy không anh cho luôn nè. Đây, ai lấy không anh cho. Rồi, cảm ơn các bạn.